Tử vi tuổi Bình Thân, sinh năm 1956, tháng 8, âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Bình Thân sinh năm 1956 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp quý vị nắm được sao hạn trong tháng 8 là sao gì, vận hạn gặp phải sẽ ra sao. Đồng thời, xem tử vi của tuổi Bình Thân sinh năm 1956 trong tháng 8 còn đưa ra cách hóa giải nhanh chóng, chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa, đồng thời đón nhận được những điều may mắn, cát lành, từ đó giúp vận mệnh, tài lộc được hanh thông, công danh sự nghiệp vận lên như diều gặp gió. Trong tháng 8 âm lịch, xem việc tử vi cho tuổi Bình Thân sinh năm 1956 luận giải chi tiết về cuộc sống của bản mệnh, sức khỏe, gia đạo, tiền tài, tài lộc, qua đó giúp gia chủ tuổi Bình Thân sinh năm 1956 định hướng được những hướng đi tốt cho bản thân mình trong tháng 8. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho những gia chủ tuổi Bình Thân sinh năm 1956 trong tháng 8 âm lịch. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bình Thân sinh năm 1956 trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Thân nói chung và Bình Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được đi tự do, du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bình Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tinh mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân. Đây là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ, che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp sẽ không được tốt. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bình Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bình Thân tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bản mệnh nỗ lực thì ông trời sẽ có mắt, trao cho mọi người những thành tích như mong muốn. Tháng 8 này, về sự nghiệp, hầu như mọi người đã nghỉ hưu hoặc chỉ có một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như là không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện mọi người không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh tùng thiếu, giật gấu và vai. Bính dương hỏa gặp đinh âm hỏa gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ Bình Thân trong ngày hôm nay, cần chú ý nhiều về mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 8 năm 2021 tuổi Bình Thân theo lịch âm cho thấy, tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tử vi tháng 8 năm 2021 tuổi Bình Thân theo lịch âm cho thấy, tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Bình Thân có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Bình Thân đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe là quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp mọi người nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Với những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát,
chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc, tháng này bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẹo bản mệnh hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Bính Thân trong tháng 8 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Bính Thân có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Bính Thân sinh năm 1956. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Những người tuổi Bính Thân cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bản mệnh có thể cãi nhau về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau. Ngay cả khi giận dữ, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bản mệnh đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bên nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tí, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8, tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, Bính Dần, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, Mậu Dần, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo độ tuổi của những mệnh chủ Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 12 tháng 8, tức ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ tỵ, nạp âm, đại lâm mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, tân tỵ, nạp âm, bạch lạp kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021,
thái tuế là sử. Để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vật phẩm kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ Bình Thân, sinh năm 1956. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Bình Thân, sinh năm 1956, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích về tử vi, phong thủy, tránh hung hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn, vậy nên mọi người đừng quá bi quan. Hãy vững bước tiến lên, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.